nay chị chồng đậu đi chợ. Mua này ăn cái bắp các bạn mua về đây. Đây chồng rảnh rỗi đi chợ mua đồ ăn các bạn. Mua gì mua ớt à. Mua ớt ăn cho lột nữa để đi tắm nhiều hơn chút nữa. Cái này quá trời bự luôn em, cái lụ này quá trời bự luôn. Trời xài cũng vậy nè, xài trái nào cái nấy, chà bá luôn. $29 ký ha. Xài. Hôm nay mình thì với bà xã mình đi chợ muốn ăn mấy cái món này, ăn khép bắp. Thì cái khép bắp này là giống thịt là thịt nai, tại vì các bạn thịt con gì không biết, mình không có thành con giống như là con bò, thịt bò các bạn ơi nè. Để cái hiệu nè đó, đó khép bắp đó. Thì giờ về coi như là nãy mình cũng lu bu coi như là bà xã mình chỉ chữa nó đơn giản thôi các bạn. Cái món này coi như là cái thịt này ra bỏ lên chảo chiên thôi các bạn. Đây mình cho chiên cái này, còn dĩa của bà xã mình các bạn đó, chiên thôi, chiên xong rồi là cho lên dĩa ăn thôi đó. Đây mình làm sẵn dĩa này các bạn đó. Bây giờ mình chỉ có chế cái sốt cà này lên đó. Cà này với lại cái này là nó dùng cho cái nước sốt này là dùng để cho ăn khép bắp các bạn, thấy không đó. Mình mới đây mình mua sẵn các bạn đó. Thì đây là tương ớt rồi, cái này là đồ chua các bạn đó. Thì giờ có đơn giản thôi, mình để sẵn đây hết rồi. Bây giờ mình chế lên các bạn đó. Bây giờ mình chế cái tương cà này lên với lại sốt lên là mình ăn thôi. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đó, đây là buổi ăn trưa đầu tuần của hai chồng mình đó. Thì hai chồng đi chợ mua khép bắp để làm chiên khoai lang khép bắp ăn đây các bạn đó. Hấp dẫn chưa các bạn? Giờ mời các bạn cùng ăn buổi trưa đầu tuần với hai chồng mình nha. Khép bắp đó, khép bắp chiên với lại khoai lang tây nha các bạn. Rồi mời cả nhà, giờ mời cả nhà cùng với hai chồng mình đây. Khép bắp đó. Giờ buổi ăn trưa đầu tuần của hai chồng mình bữa nay cũng đi thèm ăn mấy cái đồ khô này. Nên hai chồng cũng đi chợ rồi mua cái bắp về ăn các bạn. Đây thịt này rất là đơn giản các bạn. Cái này là thịt giống như kiểu thịt bò, mình nó là kiểu sao đó mình không biết, nó kêu cái bắp đó. Đó nó là kiểu gì mình chỉ biết là kêu cái bắp thôi các bạn. Đó gì với lại sốt với lại tương ớt rồi thôi. Về làm chiên cái thịt bò này lên nóng lên ăn thôi. Này mời cả nhà, mời cả nhà. Đồ ăn sẵn. Đó, đồ ăn có sẵn mà. Đêm mỗi lần chiên lên là phải ra con tay chiên lên thôi, nên mấy khoản này mình cũng không có chia sẻ bạn. Nói chung phải ăn tay rồi chiên thì có gì đâu mà nào cũng biết nào. Nên là mình chú ý cái kia cuộc sống, nên mình chia sẻ các bạn là hôm nay hai chồng mình lười nấu ăn món đồ ăn gì đó, không biết ăn cái gì. Lâu lâu rồi nấu ăn tay, bữa ăn tay bữa đó, ăn cái này bạn. Nhiều khi ăn lâu lâu quá làm bữa thịt có bắp vậy mà nó cũng ngon, làm nhanh gọn lẹ, bỏ vô chảo chiên lên thôi, ăn thôi nó. Thì khoai lang tây cũng chiên thôi, thì cái công đoạn chiên thì nó cái khoai lang tây lâu nên là mình không quay lại các bạn. Đó là ai cũng biết rồi, khoai lang tây chiên ai cũng biết nên mình không quay. Đó mà hôm nay là mình muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Hai chồng mình hôm nay là đậu từng mà ăn buổi trưa đó, cái bắp đó, chia sẻ mọi người nha. Mà cả nhà lần nữa nè, hôm nay mà không có làm lon cũng buồn hết rồi ha. Không buồn đâu. Lâu lâu cho con trai bữa đi hả? Ăn mặn nhiều quá có bụng bự. Cái này hơn, những muối nhiều quá hơn mặn. Lâu lâu ăn thì cũng ngon. Tại vì cái này nó bấm gì cũng sẵn. Bấm được hả? Bấm gì cũng sẵn hết. Này bỏ về chiên dầu, để chảo xong. Thì khoai lang tây này nó cũng sẵn sẵn luôn bạn, nó như bịch sẵn hết rồi, còn bộ sẵn hết, cái này cũng sẵn luôn. Giờ chiên thôi, gà chua rồi có mua nhà sẵn rồi, giờ chiên ăn thôi. Đó. Nếu mà tiện hết, cứ ăn nhanh rồi, đánh nhanh ngon lẹ. Dạ. Nghĩa này ở ngoài cũng hết mấy chục đồng nữa bà. Nuôi nhầm làm vậy ăn. Ngon. Nó đã luôn bà. Nó thịt này đủ hiệu, thịt này ngon. Thì nói chung là mình cũng có đi chợ, mà Trảm đi chợ nhiều, đúng không? Cái thịt này nè, nó cũng có nhiều loại lắm. Đó. Cái thịt này thì hai chợ mình ăn nhiều lần rồi, mình đây đó. Mình đi nó làm thịt không? Có cái nó có thịt ăn như có dai dai nữa. Cái này nó đậm mỏng, cái loại nó dai dai. Cái mỏng thì ngon hơn. Có loại đó. Ngắt miếng dày mà. Có đau rồi này nó đỡ, có này nó chết, đúng không? Ở ngoài tiệm cũng vậy bà, cũng làm mình dễ nè, nhân dĩa là bánh tính đọc ha, người đâu học. Lúc trước mình cứ ăn nhớ nó giờ diễn ra, nhưng mà nhiều lắm ăn hết à. Nó từ này. Nó không tạo. Nhưng mà tiệm nó thật không tạo tươi. Ok, mình cái tiệm mình bán đó, nó nướng mình cay cái lụa không? Sắc đâu không? Đúng không? Bữa bữa nướng cái lụa người ta. Hấp dẫn mà, nè. Lâu lâu ăn là ngon. Được ăn của ổng, tự nhiên. Ổng kỳ hả? Mấy chị nào cũng có cái này đâu. Mấy quán này có hỏi gì kỳ mà. Mấy chị có gì kỳ? Cô bà, làm. Nãy cô bà học, nãy coi là thịt bò. Bò hả? Ngon không? Ở đây thì thêm lười nấu ăn á. Cũng có nhiều món ăn không? Nấu ăn tay không? Ăn ngán lắm. Lâu lâu bạn ăn là được chứ. Ăn mỗi ngày ngán lắm. Ngon các bạn, lo ăn là ngon. Thật nha, các bạn cũng mỏng này nè. Bạn thích cho cái sốt của nó để bán sẵn luôn các bạn. Rồi tiêu ớt lên, ngon bạn. Không biết là... làm ngon hay là tụi mình đi chợ giùm đói ra hả? Hả? Hay quá, đi về ngon bạn, quá ngon. Dễ nha, làm thật mà ăn dễ thật cho bà biết. Ăn mà ăn mặn đó, ăn yếu ăn hết rồi. Mà tiệm á, đây là mình tự nhiên ở nhà mình làm cũng canh giùm nè. Cái này nhiều rau ngon ha. Mình ăn cay bà, nó không có ớt kìa, không có ớt kìa, không ngon. Cái này bắp cạn, có lẹ. Ăn theo kiểu là thổ dân thôi mà, bắp đại rất nhanh. Đó, một trùm thịt vậy mà, mời cái nhà để đỡ nặng rãi gì quên. Quá hấp dẫn rồi. Ngon không? Cái này chưa ăn rất muốn ăn gì bạn, anh làm thêm thì rau củ quả rồi ăn rồi rau đây thì lúc có lúc ăn mình ăn rau, ăn rau phải có món gì khác, rau luộc không ăn cũng nó không có đủ chất bạn ha, quá ngon. Đây là một cái cá nhà mình đã. Ớt vô. Có lạ. Đây là ớt chua các bạn. Mình đã ăn hết cái gì đã. Ớt đã sáng nè. Đã. Cái này hết rồi. Nào. Rau cay nhiều quá. Ngon. Quá nhiều thật đúng không? Bà đã mình cho một dĩa quá trời thật luôn. Quá ngon bạn. Hôm nay vừa chợ về nghĩa vừa đói nên là thèm cái này nữa, cộng hai cái lại ăn quá ngon. Ngon thật, quá ngon. Đây ngon. Khi mình nhầm ra là mình còn mình canh dự án rồi đó, mình ăn đôi khi đói con mắt nè. Đây nên hai chồng mình ăn thì đỡ chút. Mà cả mình ăn như mèo khỉ vậy. Mình đi ăn một bữa mà. Dỗ bạn, nó thích quá. Mà mấy miếng thì ngon. Quá ngon bạn. Ngon ngon. Không, ăn ơi. Ăn ngon rồi. Nghỉ rồi hả? Ăn hết em. Đến đây nghỉ nó có thịt cái ngụy lại không ngon. Ngụy lại ngon rồi. Rồi đã mà quên cứ ăn hết hả? Mà tỏ ăn nhiều quá. Đây, bà làm hết đâu. Đó thì cái bắp này là nguội các bạn, nó không ngon, cái này nóng rất ngon. Bây giờ này bạn ha, kia có sao mà bụng mình không cạn cho ra các bạn. Ăn là mình nói em heo mập nó nhờ cặn rồi. Bây giờ đã mình ăn hết đưa mình ăn luôn, đó, ăn vậy. Bây giờ mập quá mà. Mốt luôn. Mốt ăn mà nhiều quá đi nổi mất bao cả cổng. Đó vậy hả? Đúng không? Content nhiều quá, vì sao đường có bắp nhiều quá rồi nên nó hết, đã hết vậy. Cái đường tự bắp mình không hết đâu, để lại đâu đúng không? Quá đã mình. Đọc tình bữa nay nó quá ngon rồi. Ngon lòng. Quá rồi. Thêm một ly dưa các bạn, nước dưa hấu á, dưa hấu cay. Bà đã mình nói ăn từng miếng lâu quá, nước gần nửa trái, không bỏ lên sai, hai chồng uống gì cho lẹ. Và bạn biết dưa hấu này mắc lắm bạn ơi, một ký á, mười mấy đồng ký, mà ăn trái 5-6 ký á, mắc lắm. Để mình ăn miếng dưa hấu nữa. Mắc lạnh luôn bạn. Rồi hả? Rồi hả? Ăn miếng dưa hấu để rớt rồi xã ơi. Đây mời cả nhà vô với mình miếng dưa hấu nè. Đó. Wow, mắc lạnh luôn bạn. Đã quá. Anh chị là đủ dinh dưỡng rồi bạn. Bây giờ bữa nay là buổi trưa đầu tuần của hai chồng mình là cái bắp chiên với lại khoai lang tây ăn buổi trưa, thì chia sẻ cuộc sống mình vậy đó với các bạn. Thì các bạn nào ở những cái khu vực giống như mình á, nếu mà như làm biến á, không có làm đồ ăn á, bỏ ra mua cái này mà khoai lang tây có bán sẵn rồi, về chiên lên thôi. Cái bắp này bỏ vô chảo coi như là chiên lên là nó coi như giống như là gọi là nóng ra chứ không phải là chiên nữa các bạn. Bỏ chảo vào kẹp và nó ra, nó tự ra cái mỡ luôn đó, xong để lên rồi coi như cho cái khoai tây lên rồi để sốt lên ăn thôi, đơn giản ha. Đó, chỉ như vậy thôi. Thôi giờ cuối tuần này mình cũng xin đầu tuần hai chồng mình ăn món ăn đơn giản vậy để chia sẻ mọi người thôi, cuộc sống của mình là vậy các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nếu bạn yêu thích mình hãy cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ hai chồng mình nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip này ở đây. Bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.